năm ta về lại nơi đây, có biết bao bạn thân đang nô nức tiếng cười. Sân trường năm xưa bao kỷ niệm không quên, ánh mắt chưa tràn tình thơ. Tuy xa nhau nhưng mà ta vẫn nhớ phút chia tay ngày nào mắt lưng trong. 20 năm xa nhau mỗi đứa một phương trời, giờ về đây dưới ngôi nhà chung thân thương, và ta bên nhau chung vui mừng ngày hội, cùng nhau ca lên bản ơi. 20 năm xa nhau giờ được đến trường, 20 năm xa nhau chung một niềm vui, vì ta biết có ngày thầy cô sẽ đón chào đàn con năm xưa về thăm. 20 năm xa nhau chung một con đường, mang trong tim yêu thương là cả quê hương, nơi mà ta có cô thầy luôn chấp cánh xây đời, đẹp sao trường xưa vẫn là thế. Những ký ức không phai. Về lại nơi đây, có biết bao bạn thân đang nô nức tiếng cười. Sân trường năm xưa bao kỷ niệm không quên, ánh mắt chưa tràn tình thơ. Tuy xa nhau nhưng mà ta vẫn nhớ phút chia tay ngày nào mắt lưng trong. 20 năm xa nhau mỗi đứa một phương trời, giờ về đây dưới ngôi nhà chung thân thương, và ta bên nhau chung vui mừng ngày hội, cùng nhau ca lên bản ơi. 20 năm xa nhau giờ được đến trường, 20 năm xa nhau chung một niềm vui, vì ta biết có ngày thầy cô sẽ đón chào đàn con năm xưa về thăm. 20 năm xa nhau chung một con đường, mang trong tim yêu thương là cả quê hương, nơi mà ta có cô thầy luôn chấp cánh xây đời, đẹp sao trường xưa vẫn là thế. Những ký ức không phai. 20 năm xa nhau. Xin gửi đến cô lời cảm ơn chân thành vì cô đã có công lao dạy dỗ tận tụy để chúng con có cái thành công như ngày hôm nay, và chúng con cũng chúc cô sức khỏe và an nhiên trong cuộc sống, và lớp chúng con sẽ xin hứa là cùng cố gắng nỗ lực hơn nữa để không có phụ lòng công lao dạy dỗ của cô. Và sau đây thì lớp chúng con xin gửi tặng cô bó hoa tươi thắm, và xin mời bạn nam lớp mình lên tặng cô. Xa nhau nhưng mà ta vẫn nhớ phút chia tay ngày nào mắt lưng trong. 20 năm xa nhau mỗi đứa một phương trời, giờ về đây dưới ngôi nhà chung thân thương, và ta bên nhau chung vui mừng ngày hội, cùng nhau ca lên bản ơi. 20 năm xa nhau giờ hai mươi năm xa nhau chung một con đường, mang trong tim yêu thương là cả quê hương,
nơi mà ta có cô thầy luôn chắp cánh xây đời. Đẹp sao trường xưa vẫn là thế, những ký ức không phai. 20 năm xa nhau giờ được đến trường, 20 năm xa nhau chung một niềm vui. Vì ta biết có ngày thầy cô sẽ đón chào đàn con năm xưa về thăm. 20 năm xa nhau chung một con đường, mang trong tim yêu thương là cả quê hương. Nơi mà ta có cô thầy luôn chắp cánh xây đời. Đẹp sao trường xưa vẫn là thế, những ký ức không phai. Đẹp sao trường xưa vẫn là thế, những ký ức không phai. Trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên bờ. Thời học xin trôi như giấc mơ, em đem mang bao kỷ niệm. Đời ta không còn bên nhau có buồn không? Tắc đồng hồ xoay quay ngược ngày ra trường, nhớ cánh phượng mong bay mang theo bao nhiêu kỷ niệm. Chẳng còn những ngày ta bị đi trễ, đạp xe miên man tới trường, là ngày ta đua nhau vài câu nói rồi giận nhau vu vơ vẫn thường. Ngày cuối tôi ở đây từng ngang mây vội bay cùng ngày dài chuông mãi, giờ chỉ xin thời gian được quay lại thêm một lần nữa. Xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy cô, người dìu dắt đời em đến bên kia bên ngoài. Nãy mà em làm bốn đề là đẹp hơn. Bốn đề là sao? Nghe thanh em mang bao kỷ niệm. Người ta không còn bên nhau có ngày mai xa hơn chưa, rồi sẽ chẳng còn ai là người mẹ thứ hai, là người cha vĩ đại. Từ lời thầy cô em sẽ mãi ghi trong tâm trí chín vài thầy. Dương mấy con đứng đặt đây đứng đặt không? Rồi không ai nữa không được. Ai đổi với tôi? Đứng hết rồi. Tôi không quan người tí nước xong. Tích tắc đồng hồ xoay quay ngược ngày ban đầu, chẳng dám ngồi cạnh nhau, chẳng ai chịu ngỏ lời. Thời học sinh của tôi là như thế, quên đến lúc ra về là từng thương một cô bạn ngồi kế. Tương tư suốt năm dài, những vân vương đầu tiên làm trái tim chẳng yên vì tình yêu ấy. Giờ chỉ xin một lần được nói hết những điều trong tim. Xin tạm biệt mái trường, xin tạm biệt thầy con.
chưa dẫn đời em bên kia bên bờ. Thời học sinh trôi như giấc mơ, em đừng mang bao kỷ niệm. Người ta không còn bên nhau có buồn không? Ngày mai ra mai trường, rồi sẽ chẳng còn ai là người mẹ thứ hai, là người cha vĩ đại. Từng lời thầy cô em sẽ mãi trong tâm trí em, sẽ chẳng bao giờ quên tình anh phượng ông thắm trên sân. Và tiến bạn Vân chuẩn bị thì phải có phần là định số. Do vậy là sau đây chúng ta sẽ đếm số từ 1 cho đến hết. Và những con số đó là chúng ta sẽ được bốc món quà may mắn. Yến đã thức 7 đêm để chuẩn bị cho trò chơi ngày hôm nay. Em hy vọng là 30 năm sau tổ chức một lần nữa. Rồi số nha, bạn Lê số bao nhiêu ạ? Lê ơi, 14 nhân 17, số khăn số 2, giữ số cho mẹ nha con. Số bao nhiêu? Số 1, và cô số mấy con? Cô số 11, cô nhớ nha. Số 4, bạn Ngọc. Số 8. Số 3, bạn Thúy số 3, bạn Quy số bao nhiêu? 18, bạn Duy Anh số 5. Và bạn Bích số 7. Bạn Vân Ú số 10. Bạn Linh dễ thương 16. Bạn Thắng bao nhiêu? Bạn Thắng số 12, có ai trùng số thì báo nha. Bạn Lập số bao nhiêu ạ? Số 9. Bạn VIP 20. Bạn Thúy A 19. Và bạn Loan số 15. Ê, con Dương chưa bốc. Và thật sự là rất là vui khi mà qua một thời gian dài mà chúng các bạn đã bỏ thời gian, công sức, rất nhiều thứ cho gác lại tất cả mọi chuyện để có thể ở đây gặp nhau ngày hôm nay. Và đặc biệt nhất là trong đại dịch Covid-19 vừa qua thì có rất là nhiều sự thay đổi, nhưng mà lớp mình vẫn tề tụ và vẫn đầy đủ những gương mặt thân yêu và dễ thương như thế này. Đó là một điều rất là đáng quý. Và không biết rằng là thời gian sau này còn bao nhiêu lần chúng ta được gặp nhau nữa. Và sau cuộc gặp này thì mỗi người sẽ là chúng ta mỗi một nơi, một phương. Thì không biết lần nào chúng ta được gặp lại và được trò chuyện, được biết về hoàn cảnh của nhau. Từ sáng thì chúng ta gặp nhau nhưng mà xã giao thôi và chưa được nói được nhiều. Đây là cơ hội và đêm nay mong muốn các bạn cũng xã và được cả đêm bên nhau để trò chuyện và hiểu hết về nhau. Đó chính là lý do của buổi lễ hôm nay ạ. Tiếp theo chương trình, phần đầu tiên chúng ta sẽ đến với phần tri ân. Và xin mời, tôi sẽ nhường micro dành cho bạn lớp trưởng ạ. Thực ra thì đây là cái lần họp mặt đông đủ đầu tiên sau 21 năm của lớp mình. Và Linh Linh cũng nói theo cái cảm xúc của Linh ha. Thực sự là khi mà nhận cái thông tin từ ban tổ chức của khóa mình á, là sắp xếp từ năm ngoái là họp khóa thì Linh hồi hộp lắm, tại vì cũng rất là xin lỗi mấy bạn là vì 20 năm qua Linh cũng không có kết nối với mấy bạn, nhưng mà cũng nhân cái dịp này cũng có cái cơ hội để được kết nối. Linh cũng không ngờ là tới ngày họp mặt ngày hôm nay là các bạn cũng có mặt tương đối là đông đủ. Và thật ra là còn một số bạn vì công việc, vì con nhỏ nên là chưa có sắp xếp có mặt được. Linh cũng xin cảm ơn một bạn nam đặc biệt của lớp mình. Linh xin được giấu tên bởi vì bạn này là người bí ẩn. Bạn không muốn chia sẻ nhiều thông tin. Chúng con có một cái món quà tặng cô nhân dịp 21 năm gặp lại. Và cả lớp xin chúc cô lúc nào cũng vui, cũng khỏe, cũng trẻ, an yên trong cuộc sống. Vâng, và bây giờ mời một bạn nam hot boy của lớp mình, bạn Huỳnh Nhật Giang đến chào quà cho cô. Hot boy, đúng rồi, hot luôn đó mày. Hot rồi, các bạn cho chàng phất tay đi. Chào các em, lớp 29, cái niên khóa 2007
21 đúng không em? 21 đó là cô về hưu cho nên là 21 cô cũng nhớ lắm. Thì trước tiên là cô cảm ơn người đầu tiên mà liên hệ là cô là vào học lớp từ năm ngoái chứ không phải là năm nay. Năm ngoái thì Linh cũng nói rồi thì cô cũng nhất trí thôi, tại vì nói thật với các em là sau khi mà cô chủ nhiệm các em xong á thì lúc đó cô mỗi người có một viên số mà thực sự đáng nghĩa là cô không có lấy chồng nữa. Nhưng mà nếu mà lấy á là cô lấy lâu rồi. Bây giờ mấy đứa lớn rồi cô mới chia sẻ, tại vì ngoài Bắc á là nó có một cái tục lệ là ví dụ như là người ta bỏ, gọi là bỏ ngõ, bỏ cho rồi là coi như là để là xí phần cái người đó rồi á. Thì các em biết là sao không, nó có nhiều siêu lễ đó. Ví dụ như là 5 tháng 5 á, nhà trai họ mà mang đến là con ngỗng chẳng hạn. Thế sau này mà mình mà không lấy là nhà mình phải mang đi trả đấy, chứ không phải là coi như là ấy đâu, chứ không có mất công. Cô bây giờ chuyện bây giờ mới kể cho nó vui thôi. Thì lúc đó là thầy trí ở trong trường mình á, thầy trí dạy lý cũng theo cô ghê lắm á, nhưng mà đéo đéo đi theo sau. Nói thế nhưng mà các em biết là sao, trong cái tình yêu á thì nó có những cái mà mình phải xác định trước. Thế xong là cô mới nói là không. Cô nói là không, không phải trái tim tôi không sắt đá nhưng mà tôi cũng có hợp, cho nên là coi như là không có thể lấy được. Thì sau đó là cô vào trong này cô giảng dạy một thời gian rồi cô không lấy. Nhưng sau đó là cô lấy cái chú đó, cái chú mà chồng cô bây giờ cô chia tay rồi á. Mà lúc đó là các em vào lớp 10 là cô bắt đầu là cô xây dựng đó. Nhưng mà chú đó thì nói chung là cũng ngang tuổi với cô thôi. Thì cô xác định lấy là vì gần quê để đi cùng nhau đi về. Nhưng mà ông phá quá. Nhưng mà năm 2014 thì cô có bé chơi, có vào Bảo Lộc chơi thì cô bị một cái tai nạn. Tức là té ngã ở cái chỗ chùa Phúc Vệ. Nó đang làm đường. Thì lúc đó là cô bị đứt phăng luôn hai cái dây chẳng á. Tức là cái dây chẳng chéo trước và cái dây chẳng trong. Thì ở ngoài Việt Đức á, thì nó gọi là dây chẳng mát. Thì cô cũng không biết. Thì sau đó thì hồi đó là cô chủ nhiệm lớp học ở trường á, thì là khóa trước các em á, thì có gửi cô xuống cái chợ đấy. Sau đó cô lối ở đó mà phải mất 18 tháng sau cô mới bỏ được hai cái nạn ra. Tức là ở đây á, đập đi rồi đần rồi lung tung hết rồi bây giờ mới đi được. Nhưng mà bây giờ nó vẫn yếu, đứng nhiều vẫn không đứng được đó. Thì nhân dịp ngày hôm nay qua chủ nhiệm cho em 3 năm, nói chung là những cái vui cũng có mà buồn cũng có. Thì bây giờ mấy đứa cũng lớn rồi, vui thì mấy đứa cũng để lại mà buồn thì có thể là hỉ xả nó đi, không? Các cô thì cô cũng rất là cảm ơn nhiều nhờ các em mà hôm nay gặp lại các em. Có những em thì 20 năm, 21 năm thì bây giờ mới gặp lại cô. Cô thì không thay đổi lắm nhưng mà các em thì cũng hơi thay đổi hơi nhiều về hình dáng. có người thì đẹp lên, có người thì mập ra, nhưng mà thôi kệ nó, trời cho như thế nào thì mình hưởng thế thôi. Cô cũng cảm ơn rất là nhiều. Cô thay đổi nhiều lắm á, cô đẹp hơn hồi xưa rất nhiều. Cảm ơn sự chia sẻ của cô Dùng ạ. Cô nhớ nhất ở đây phải nhìn mình nhận ngay ra được á, thì phải nói là Dương. Hai nữa là Linh. Vân. Rồi Giang. Người bỏ lớp mình đi á mà cô năn nỉ, nhưng phải nói đúng ra là cô năn nỉ rất là nhiều. Ngày đó đang làm lớp trưởng lớp 10 á, mà thực sự đúng bây giờ cô nói đúng là ngày đó cô năn nỉ rất là nhiều, nhưng mà quyết tâm đi. Quyết tâm đi thì đó là Duy Anh. Nhưng mà thực sự là rất là cảm ơn Duy Anh. Bạn không hề quên những cái kỷ niệm đẹp, mặc dù chỉ có một năm với lớp mình thôi, nhưng mà khi bạn biết thông tin là lớp mình có tổ chức họp lớp là
có cái ý muốn là tham gia cái buổi học lớp. Và khi mà Linh liên hệ với bạn ấy là bạn ấy ok, Duy Anh nhất định sẽ sắp xếp, có thể học khóa Duy Anh không sắp xếp mà nhất định học lớp là Duy Anh sẽ có mặt. Cho nên là thực sự là có mặt của Duy Anh là cũng một phần nào góp phần lên cái sôi động của cái buổi học học lớp ngày hôm nay. Xin cảm ơn bạn. Được rồi, các bạn đến nhau là một điều rất là quan trọng ạ, và rất là ý nghĩa. Lớp chúng ta đã làm được rất điều rất là tuyệt vời, đó là chúng ta đã quan tâm đến một người bạn có không may gặp một căn bệnh không may lắm, đó là bạn Lập của chúng ta. Và hôm nay mỗi chúng ta đã quyên góp và đã tặng cho bạn Lập một khoản chi phí hỗ trợ bạn ấy cho cuộc sống, và hôm nay có thêm một phần quà nữa mong bạn Lập nhận cho, đó là tình cảm của lớp mình. Xin mời bạn Lập ạ. Và đại diện của lớp là bạn Linh, lớp trưởng sẽ trao phần quà này cho bạn Lập ạ. Đợi xíu có mẹ ảnh nhé. Cảm ơn chào mừng. Cảm ơn tay ạ. Đợi xíu mẹ. Cái gì à, nó rõ nha, mấy chính đó. 1, 2, 3 bốn phương trời ta về đây chung vui, trong bên chia đừng nói tiếng cười. Như vậy là eo của các chúng ta đã thấy có sự khác nhau rồi đó. Bây giờ mình sẽ chơi trò làm điều ngược lại nha. Ok, khi nào mà Dĩ Yến nói là hôn, đừng hôn Yến, nghĩa là chúng ta phải hôn Yến. Nhớ nha, Dĩ Yến mong chờ lắm kìa. Nhưng mà cái mặt đó kìa, Dĩ kìa. Đừng làm Yến mất tập trung. Ok, 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 ok. Bây giờ Yến mời mọi người ngồi xuống. Đứng yên ngồi xuống thôi. Giờ là giáo viên tự do, vì có gia đình và có một bé gái 2 tuổi. Xin giới thiệu với các bạn. Hết chưa? Xin giới thiệu với bạn thì mình là chị. Mình mới về Bảo Lộc được 8 tháng. Thì trước đây mình đánh mối về công an thì được đâu là 16 năm mấy. Thì sau khi nghỉ, mình rất là giàu. Sau khi nghỉ việc công an mình rất giàu. Cái giàu của mình là giàu về thời gian. Mình rất rảnh. Thành ra là các bạn mà có cà phê pháo gì đó có hú mình sẽ có mặt. Rảnh có tiền là nhiều tiền đó. Mình tên là Nhân. Đang ở Bảo Lộc và hiện đang làm việc ở Bảo Lộc luôn. Ok, bây giờ đi thôi.
Các bạn đang thắc mắc là Nhân với chị là chưa có vợ sao vậy? Không, Nhân với chị nó ngồi gặp nhau đó. Nhân với chị nó còn ngồi gặp nhau. Còn là chị Nhân á. Em Nguyễn Việt Thắng. Hết pin. Alo alo. Dạ em Nguyễn Việt Thắng. Yếu quá, mình yếu quá. Dạ, năm nay em 20 tuổi. Nhân 2. 18 cộng. Đâu đâu rồi. Hết giờ chưa? Dạ một vợ một con ở thành phố Hồ Chí Minh. Có một bạn trai 11 tuổi. Mình đang có một bạn trai 11 tuổi. Ok. Ok. Cái đó tài nè. Mình ở Sài Gòn, mình ở quận 11. Mình làm kế toán. Mình có một bạn gái 7 tuổi. Rồi giờ mình ở Sài Gòn, ở Bình Tân. Hiện tại là người dược sĩ. Một chồng, hai con. Một bé gái lớp 5. Một con, hai chồng. Bé trai là lớp 2. Mình là Thúy A. Nhớ là Thúy A nha. Ở Nha Trang. Làm nghề tự do và chắc có gia đình hay là không ế. Mấy con có cần còn vui thì mọi người ai biết rồi. Có giới thiệu, có giới thiệu. Đây vậy thôi đúng không? Không, mày phải giới thiệu đây. Thưa mọi người, đây là Phu Quân của Hội Dương. Anh làm công nhiệm vụ xong rồi anh sẽ hạ gục tất cả các bạn nam trong lớp mình hôm nay. Mình có cái đồ gì tốt mình phải chia sẻ nha. Lê, tập trung nghe Quyên nói nè. Mình tên là Ngọc Quyên. Dạ em biết rồi. Hiện tại là mình kinh doanh tự do. Mình đang sinh sống ở quận 7 thành phố Hồ Chí Minh. Một chồng hai con. Xin hết ạ. Mình là Võ Phương Linh. Mình đang ở Tân Bình. Mình đang làm việc cho một công ty logistics của Nhật. Một chồng một con về năm 2013. Con là hiện nay con là giáo viên dịch vụ thanh toán tại huyện Tân Long, tỉnh Lâm Đồng. Ông gia đình nhỏ của con có hai bé, bé lớn là 6 tuổi và bé nhỏ là 3 tuổi. Xin kính chào cô và chào tất cả các bạn. Linh tên là đầy đủ là Hồ Thái Mộng Linh. Hiện tại Linh đang sinh sống tại quận 11 và Linh kinh doanh về lĩnh vực thực phẩm và nông sản. Hiện tại thì Linh đang độc thân nhưng mà đang là mẹ của hai con. Xin cảm ơn. Các bạn mới tập trung nghe. Nghe rồi. Chào cô và các bạn, mình là Ngọc. Mình đang sống ở Hóc Môn, ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình đang làm công ty thực phẩm của Đan Mạch. Mình có hai đứa con, một đứa 11 tuổi với một đứa 7 tuổi. Xin hết. Em chào cô ạ. À. Xin phép là em đứng đây mình là mỗi người á, mình khá là lu mờ nhưng mà các bạn nhìn nó rõ. Các bạn còn nhớ mình không, với mình là Nguyễn Thị Thúy Hoàng. Hiện tại thì đang là giáo viên dạy vật lý ở Di Linh. Một chồng và hai con, bé lớn là bé trai lớn, bé gái nhỏ 3 tuổi. Mình có đồ ngon mình không chia đâu. Em chào cô và các bạn, mình là Ngọc Vân, chắc ai cũng biết đúng không? Không biết hả? Không biết thì giờ biết. Mình đang ở thành phố quận 10. Mình có một gia đình nhỏ, một chồng với hai con trai. Lớp một bé lớp 10 với lại một bé lớp 5. Ham vui á. Mình ham vui sớm. Đúng rồi. Con bỏ con trai sớm. Ủa đâu có gì hả? Hot boy của lớp cô bảo là hot boy. Mọi người đang lắng nghe hết chưa? Có chưa hả? Chưa hết đen thì nói. Nói đi, chưa biết về Giang thật mà. Giang đây là Vũ Lộc. Giang người có vợ hai con. Thế à? Giang đang làm gì? Đang làm gì? Tự do. Muốn làm gì là? Không phải xí phần rồi mới về được chứ.
hồi xưa lớp mình là có ba Vân đúng không? Cao Vân với lại Ngọc Vân, Ngọc Trần Vân, là Trần Vân, Vân là Trần Vân nha mọi người. Cao Vân. Vân hiện tại là ở thành phố Hồ Chí Minh quận 8 và Vân là đại diện thương mại trong một tập đoàn của nước ngoài. Nên đang có một đứa con đang bế trên tay 4 tháng tuổi. Vân có Vân độc thân nhưng mà có một em bé baby đang bế trên tay gần được 5 tháng. Rồi. Ủa, các bạn gì mà để to mồm đâu? 1, 2, 3, vô! 2, 3, vô! Bỏ cái bánh kem này ra nè. Để cái máy vào cho bánh kem.